À, tức một cái xe đã thay đổi rất là nhiều. Còn gầu đi vòng qua về. Ôi có xe xích lô kìa. Cái thông Noel nữa. À, gấu Huế thua. Ôi nó đẹp chưa? Ở bên này. Ui mùi thơm thế. Sẽ ngồi đó xem. Nó xuống từ ba bông nó xuống này. Em có địa điểm thu gom pin như này nè mọi người. Đây này cũng mà. Kéo này. Đó là khu vực tầng 2 của siêu thị gấu các bạn nhé. Ô, cùi bánh kéo luôn. Thì thích ở đây không? Nhà hàng cả đông lần các bạn. Đừng rung tay bàn đi. Đuôi do heo mà. Rẻ. Thịt bà rọi. Cánh gà này. Đâu cá hồi đó. Thôi nó đây cả lớn này. U cạch cá trắm à. Cá hồi nguyên con này. Cá. U cá cá đối. Con cá đối nằm trên cối đá. Cá nục. Cá nục. Cá nục. Cá nục. Cá nục. Cá cá nóc nè, cá nóc, cá nóc to nè. Đây còn cá cam nè. Cá hồng, cá này cá hồng, cá mà hồng luôn. Ồ, ở đây có cua mới nè. Em đang uống mấy lực lắm nè. À, đây đây, đây đây con, đây đây con, đây đây con. À, hấp dẫn chưa? Con có mít. Bên này có mì bún giang. Mong nữa à. Con bánh mong nữa ngọt lắm. Không phải thì ăn bánh bún giang thì ăn được không được ăn. Bún giang mà rồi hả? Đấy hả?
cái da này không ăn được á, cái da gì 7 tỷ ăn được. Nhìn hấp dẫn cho nóng hồi luôn. Gà chiên giòn. Gà thả vườn quay. Cá này có rồi, cho con coi cá xíu. Đi về. Cá nó bị chết rồi, cá trâu đó. Cá trâu không bán ngoài. Cá trâu bán ngay. Cá nó cũng sống. Cá nó ở ngoài kia đây mà mua đây. Không biết được. Cá vô không đó. Đây có giá hoa các bạn, hoa Đà Lạt, đó là hoa sen, rất nhiều chỗ hoa đẹp. Anh ấy có cúc trung, cúc mini, quế mini, dễ thương chưa? Có thông dừa không? Rồi bé cho đi. Nhà mình làm gì cả cái thông có. Nhà mình đâu đón Noel đâu. Nhà mình đâu đón Giáng sinh, nhà mình đâu có đón Noel đâu. Nhà mình nghe nhạc Noel không à. Rõ cuộc quá. Khoai tây hồng, khoai mỡ bồng, củ dền, á, à, củ đầu nè, củ đầu nè, củ đầu nè ăn sống được nè, củ đầu hồi nào củ sẵn kìa, em kìa, hồi nào củ sẵn nè, củ đầu mà hồi nào củ sẵn kìa. Mấy bên này quay hàng đặc cây nè. Siêu thị không thiếu đồ, chỉ thiếu tiền thôi. Tomato nè. Yeah. What is it? What is it? That is tomato. Tomato. Chăn. Tôi. Rồi,
Giang Su. Kính chúc Tết Lộc xung vầy. Nuôi cao cấp. Cắt phút.